tin là mỗi người đều có một cái sứ mệnh đó, cho nên là hạnh phúc và phước lành khi mình tìm kiếm được cái sứ mệnh của mình, đó là phát triển cái nghề mật hoa dừa tại Trà Vinh và tạo được cái giá trị cho quê hương. Tôi lớn lên và sinh ra ở đây, một thôn vùng cao, sự là rất là khó khăn. Cái động lực đấy là thôi thúc để tôi phát triển được quê hương của mình. Mong muốn là giúp đỡ các hộ gia đình có một cái kinh tế bền vững hơn để họ nuôi những đứa trẻ người Mông tốt hơn. Người Mông tin rằng là cơ thể con người thì gồm phần hồn và phần thể xác, nên là khi đặt tên thì sẽ cần được sự đồng thuận của cả thế giới sống, sự đồng thuận của những vị thần và phù hộ cho phần hồn nữa. Thì khi còn nhỏ tôi được gia đình đặt tên là Tu. Tu có nghĩa là con trai, nhưng về sau Tu hay đau ốm, người ta nói đứa bé rất khó nuôi, cần phải đổi tên. Thì tôi mới mổ một con gà, nấu một gói xôi cho vào túi và đưa Tu đi ngược chiều đường làng. Theo văn hóa Mông, người đầu tiên gặp sẽ mặc định là bố mẹ khô và đặt tên mới cho con. Thì chúng tôi mới gặp một cặp vợ chồng thương nhân người Mông Đen và họ đã đặt tên mới cho cháu tôi là Tùa. Có ý nghĩa vừa là con lớn, vừa là cái gì đó lớn lao. Bố mẹ khô đặt tên Tủa, mong muốn mình như là một cái bước ngoặt gì đấy để cho sau này thay đổi những cái khó khăn của gia đình. Thời gian một kiện đấy rõ rõ nhịn trên trên một trời cho nắp trên một khâu trâu trên một tay xin dứt trên tàu khâu trâu trên một cú tay áo trên tàu khâu kết thẳng lấy bị xử lấy lâu thế rồi lên yêu cầu rất lâu anh rõ nhị ha đó biết nhai khó là bị giống quá rồi nhau chỉ là đằng là lắng nhau thì rõ nhị mỏ rửa điểm dân chai thì cũng đại sai. Mình luôn luôn khao khát là làm sao để giúp cho các hộ gia đình có một cái kinh tế bền vững hơn để họ nuôi những đứa trẻ người Mông tốt hơn. Cái ước mơ đấy với mình nó rất mãnh liệt ấy. Mình biết là những ông bố ba mẹ đấy họ đã làm tất cả những gì tốt nhất rồi. Đấy là những gì người ta nỗ lực hết sức luôn rồi. Không còn cái gì nữa, người ta sẵn sàng bán ra mọi thứ để nuôi con mình nữa. Nhưng mà kiểu thu nhập mà họ được nhận rồi, những gì họ được trả nó không xứng đáng. Thì bọn mình làm cái dự án, những cái công việc để giúp cho họ được trả xứng đáng. Tháng 8 năm 2019 thì tụi mình bắt đầu làm một cái dự án mà có thể mang thu nhập cho các mẹ. Thế nên là đặt tên là Ná Nả. Ná Nả có nghĩa là mẹ ơi mẹ. Lấy từ một cái câu lái của một đứa em bé mới tập gọi mẹ là Ná Nả.
cách làm của tụi nán ả hiện tại là xem thêm món nào mà bà con hay sản xuất nhất, phục vụ cho gia đình của họ gì thì mình bán đó. Như ở gà thì gắn liền với cái văn hóa của Mông, khi làm cúng đi biếu không có nhà nào không có gà hết. Mình làm việc với những ông bố bà mẹ nông dân mà, nên là bọn mình phải chọn những cái gì mà điểm mạnh của những ông bố bà mẹ và dễ làm với họ. Chúng tôi đang làm việc với khoảng hơn 20 hộ, ví dụ hộ nuôi ong, hộ nuôi gà, hộ nuôi lợn, hộ trồng các loại rau củ quả theo mùa để vừa thích ứng với điều kiện tự nhiên nhưng mà cũng vừa đảm bảo được cái tính bền vững của văn hóa xã hội người Mông ở đây. Tháng 7 2023 mình mới cái bằng cử nhân. Cái tấm bằng này nó không phải tấm bằng dành cho mình mà đấy là kiểu cả bố mẹ mình, gia đình mình, tất cả mọi người, vợ con mình đều đã hy sinh rất là nhiều để mình có thể học. Học Fulbright nó cho mình những cái về kỹ năng kiến thức để phục vụ, giúp đỡ cho chính cái cộng đồng người Mông này, để giúp chính họ có thu nhập, có cái cuộc sống tốt hơn. Vì người dân ở đây có thói quen làm kinh tế phục vụ bản thân thôi, phục vụ gia đình thôi. Nên là chúng tôi tập huấn cầm tay chỉ việc làm trực tiếp, ví dụ như những buổi đổi công ấy, liên quan đến việc kiện toàn sản phẩm. Từ một cái sản phẩm nông sản thô làm sao để biến nó trở thành một sản phẩm trên thị trường được, có thể bưng bày để trong các siêu thị được. Thành niên bây giờ họ đi công ty ở Bắc Giang ấy, Hà Nội cũng có, Bắc Ninh ấy, Quảng Ninh ấy, Quảng Ninh đi mỏ và mỏ than. Vào công ty nó nhiều việc lắm, thường là già ở nhà thôi mua này thì thành niên họ đi hết rồi. Cuộc sống mưu sinh của bà con trong thôn ấy, chủ yếu là làm nghề nông. Mặt bằng chung các hộ đều là hộ nghèo và cận nghèo. Hết cái bộ đội về nó khác suy nghĩ rồi, bảo là thế đi công ty thì chắc cũng vài năm lại về thôi. Xong hỏi bố mẹ bảo là con vẫn làm nghề săn cá. Cũng thấy lạ đấy, bởi vì chưa ai làm. Còn thì cũng bắt đầu cũng sợ là không dám làm đâu. Tôi quyết định chọn nghề nuôi cá nước lạnh, tôi nhận thấy quê hương của mình có điều kiện tự nhiên với khí hậu, địa hình là thuận lợi cho nuôi cá nước lạnh. Thì độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển mà có sườn núi, có độ dốc cao và nước chảy mạnh, rất thích hợp cho nuôi cá nước lạnh. Hôm nay điều vất vả lắm, ôi nói chung là rất là khó khăn. Thử làm thôi, không biết là làm có nên không. Có nhiều người bảo dân mình ở thân này là phải sao mà ở đây làm sao mà nuôi được cá. Có người thì hỏi nhưng mà chưa có ai nuôi bao giờ, chắc không được đâu. Thế Dung ở cái tâm cứ thử nuôi xem thế nào. Có lúc cũng thấy nghĩ là bỏ thật đấy, bởi vì quá vất vả luôn. Số 4 ban đầu tôi khởi nghiệp thì nó ngót nghét là 500 triệu. Và gia đình cũng tiết kiệm được một chút ít, còn lại là vay mượn họ hàng, vay ngân hàng. Tự mình cũng lặn lội lên trên Sapa để học tập kỹ thuật nuôi. Đường đi lại nó còn rất là khó khăn, hẳn là phải dùng sức người và dùng mấy tời kéo để kéo từng viên gạch lên đây. Trong làng hàng xóm thì nhiều người bàn tán xôn xao, có ý kiến trái chiều với mình và liệu có thành công không. Tất nhiên là lạ rồi. Chưa thấy cá này bao giờ mà. Đây chỉ là chép ruộng chấm cỏ nên là còn cá tầm cá hồi không thấy giờ đâu. Tôi là người đầu tiên đưa con cá này về đây nuôi, gần như cũng như là của trong cả tỉnh. Tại vì tôi có suy nghĩ trong đầu là tôi lớn lên và sinh ra ở đây, một thôn vùng cao, sự là rất là khó khăn. Và tôi quyết định để phát triển cái quê hương của mình. Cái động lực đấy đã thôi thúc để tôi
khởi nghiệp mô hình. Đấy, nếu mà thất bại thì đấy là một bài học kinh nghiệm, và nếu mà thành công thì đấy là mình cũng đi đúng hướng. Tuy nhiên hiện nay, dừa khô được thương lái thu mua tại vườn chỉ dao động ở mức 25.000 đồng đến 30.000 đồng một chục, khiến nhà vườn thất thu đáng kể. Như 2018 là cây dừa đó, là gốc nào cũng đều có cây mọc mộng, không có người mua. Đó là chịu thua. Thì lúc đó mình thấy thương ba mẹ với dân làng quá, nên mới suy nghĩ là mình phải làm một cái gì đó. Cả thì mới thấy được cái từ coconut sugar ở trên internet á, mình nói ủa từ dừa mà làm được đường hả ta, mới tìm kiếm được ở Philippines, Indo, rồi Ấn Độ, Thái Lan, người ta làm về cái nghề mật hoa dừa, tạo được cái sinh kế bền vững cho người nông dân mà khi biến đổi khí hậu xảy ra. Khi mà cái mặn nó hơn 7 phần ngàn, cái trái dừa nó bị rụng hoặc là nó teo, nó lớn không có nổi. Nhưng mà chỉ cần có hoa dừa thôi là mình vẫn thu được cái mật hoa dừa. Cho nên nhờ vào cái yếu tố đó, mình cũng đã quyết tâm để mà làm cái ngành mật hoa dừa. Ra trường đó, nó về đây, nó bàn với cha làm. Làm cái lúc ban đầu nó chật vuột dữ dằn lắm, nó khó khăn lắm. Người ta, ôi mày khùng đi học về, khùng điên điên lại làm chuyện tầm bậy tầm bạ cái xóm này. Thời con nó có ăn học đâu đó rõ ràng, chứ không phải là tự nó đi ra đường, nó học bên ngoài vô đâu. Này ta gọi là bài bản trường lớn, đó là tôi mới tin tưởng chuyện lớn đó. Nếu mà theo dư luận bên ngoài nó kẻ bỏ nghề đó, không quyết tâm là bỏ nghề. Chứ làm gì mà 6 tháng trời không có đồng bạc đó. Lúc đó là ba có một cái niềm tin rất là lớn, tại vì mình cũng là kỹ sư công nghệ thực phẩm, giúp ích cho mình rất là nhiều khi mình quay về Trà Vinh để mình làm dự án mật hoa dừa. Nếu mà làm thành công á, nó không phải là giúp cho gia đình không đâu, mà nó còn giúp cho dân làng ở đây nữa. 6 tháng đầu tiên là mình hoàn toàn không có thu được giọt mật nào. Cắt cái mật hoa nó khô rang à, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ là bỏ cuộc hết á. Nên sắp sắp đích thu 10 tấc, 10 cả đô mới chính tấc đâu. Mà trăm cả nước là ở. Chắc dừng thư dồi, giờ bệnh dừng chia một bà cả mới. Dừng giờ bệnh dừng khó. Ở nơi đó ổ rẻo bên tỉnh. Rồi có vẻ mình sẽ thèm nghe luôn, chỉnh cái đó. Dạ. Ở nơi đó ổ gạch một quá đó. Dạ. Và cả cha hô của một bạn và cả cái chạy hô của một bạn. Và chuẩn bị sao có nèo hay vậy? Nước. Đó. Và em. Trời, tôi thấy nó cũng hay chứ. Bị nó học được, nó làm được. Trong núi giờ không wow. Đập được giặc chết luôn. Đập được giặc chết luôn. Mù Cang Chải là một vùng rừng, gần như là rừng tự nhiên, chiếm khoảng 70% diện tích tự nhiên của cả huyện. Cho nên là cái mật ong ở đây nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái thiên nhiên như thế. Tán chứ. Ta cái việc thị trường mật ong ở đây nó cũng đang rất là bị nhũng loạn, gần như không có một cái câu chuyện chính xác của những người thợ nuôi ong được truyền tải đi đến khách hàng, mà người ta sẽ chỉ dựa vào những cái thang đo nào đấy trên mạng, người ta sẽ phán xét cái chất lượng mật ong và dẫn đến việc các cái bác nuôi ong gần như không bán được hàng, hoặc là có bán được thì bị ép giá. Nã, nghĩ đến những cái người nuôi ong để có thể giúp mọi người có thể có một cái chỗ đứng trên thị trường mật ong. Tôi là thợ nuôi ong đã gắn bó với nghề 30 năm. Công việc của tôi là miệt mài,
rong ruổi với đàn ong của mình trong rừng sâu. Mỗi khi tôi ra khỏi rừng và mang mật đi bán cho thương lái thì bị người ta ép giá rất nhiều. Nó không xứng đáng với công sức mà tôi đã bỏ ra, khiến cho tôi rất lao đao. Mật ong lại là một sản phẩm khá đặc thù, rất dễ làm giả và truy xuất nguồn gốc rất là kỹ, nên là cũng phải có một cái độ cam kết rất lớn giữa người nuôi ong và người bán. Chúng tôi thường sẽ phải đi cùng các bác nuôi ong vào trong rừng để thực nghiệm và giám sát, để lấy thông tin về những cái tổ ong các bác nuôi. Cái sản lượng mật ong một năm nó rơi vào khoảng 400 đến 500 lít. Bọn mình quyết định là nói thẳng với bác Trang luôn là bọn cháu sẽ bao thầu toàn bộ cái mật ong của bác, từng giọt một, với một cái giá trị, một cái giá cả mà nó trả cho bác ra xứng đáng. Tôi muốn cảm ơn hai cháu ở Ná Nả rất nhiều. Từ khi hai cháu ở Ná Nả đến gặp tôi, thì tôi không phải lo nghĩ gì nhiều về đầu ra nữa. Và ngày càng nhiều người biết đến câu chuyện về đàn ông của tôi. Đấy cũng là một điều mà tôi cảm thấy tự hào. Đó là sư A hả? A. Mình sẽ A là có sư này không? Đó là A đấy hả? A mi mi. Cái lì dạy đất khoa không? Nó không. Đấy, con này bị nấm rồi, còi. Còi. Người phải tắm thuốc, ngâm thuốc cả. Nấm nặng. Đầu tiên nuôi thì cá 4-5 lạng thì bắt đầu lúc đấy là mình cũng chưa nắm bắt được hết kỹ thuật, nên là đang tắm cá thì cho nước vào bé đi, chết đi gần 500 con. Mình là mình suy nghĩ nhiều, có nên từ bỏ hoặc là nên tiếp tục không. Trên này thì sườn núi độ dốc cao lú về rất là nhanh, kiểu lú quét. Mùa lú năm 2022 có rất là nhiều trận mưa to. Có những lúc mưa to mình lại ngồi lại ao để tát nước cho cá để có oxy, thức trắng đêm. Thường chứ, thấy con vẫn vất vả thì cũng ủng hộ con thôi. Đi cả đêm cả ngày, hôm không được ngủ, còn mất ngủ, lo lắm. Không được nản, cố gắng lên. Bố mẹ, vợ, lúc nào cũng động viên, không được từ bỏ. Rồi một ngày hơn sẽ thành công. Lưới cá đầu tiên thì chung là rất là vui khi nhận được số tiền lớn như vậy, 6 tấn cá. Lúc đấy là thu về nó gần 500-600 triệu. Với thành quả mình cố gắng trong vòng một năm. Sau cái mẻ đầu tiên thì tôi mới nhận thấy là cái điều kiện nguồn nước ở đây thì để con cá này phát triển rất là nhanh. Là tôi đã quyết định tôi mở rộng thêm. Hiện tại thì tôi có hơn 30 bể cá, đạt cho cái sản lượng một năm 20-30 tấn. Trong là hướng là một thanh niên cũng là dám nghĩ dám làm, rằng là đi đầu nuôi cá tầm cá hồi là đầu tiên nhất ở trong xã này, thu hút được các thanh niên là cùng thực hiện vào hợp tác xã với là nhân rộng cái mô hình du lịch sinh thái. Ban ngày thì tôi đã đi làm bên công ty, xong thì ban đêm về thì thu mặt hoa dừa, gọi là cái mức lương nó có mức tiền nó rất là ổn định. Cũng là một cái cơ duyên hồi đó, hồi xưa tôi đang làm Sài Gòn, xong cái mùa đợt Covid á, rồi xong mới về là Trà Vinh, xong rồi xong mới xin vào Sóc Phan làm. Vào đây làm thì tôi thấy rất là hạnh phúc, ví dụ rất là tự hào, lý do đây là quê hương sở của mình đã tạo ra một sản phẩm mà đến
đã ra nước ngoài rồi. So when do you need it? So 20,000 portals within 2 weeks. I'm afraid the time is too tight for us to produce. Thì nhà phân phối ở Mỹ là họ chuyên phân phối các sản phẩm nông đặc sản của Việt Nam đi các chợ tại Mỹ, 300 chợ ở Mỹ. Lúc đó thì mình cũng quen xuất khẩu đi các nước Đức hay Nhật rồi, nhưng mà đơn hàng ở Mỹ thì tương đối là khó khăn. 20.000 chai nước uống mật hoa dừa mình sản xuất được trong 2 tuần hay không, trong khi đó bao bì chưa có, lúc đó là gặp bão nữa chứ. Mà những ngày bão thì mật nó bị sậm màu, mặc vậy thì những ngày bão mình có sản xuất được không? Cái ngày đầu tiên mà mình sản xuất cái lô hàng đi Mỹ á, thì nó không cấp đông nhanh được, tại vì sản phẩm nhiều quá, 70% được xem nó là hàng lỗi. Cho nên là lúc đó là mới 3 ngày đầu tiên mà mình đã lỗ khoảng 100 triệu á. Thì đó cũng là một trong những cái bài học khi mà mình sản xuất số lượng lớn. Lần đầu tiên thì bên đóng gói nhận được cái số lượng đơn lớn với lại hàng đi Mỹ nữa. Toàn lực chiến đấu á, có khi còn tới 11 giờ nữa, nhưng mà hầu như là các bạn nhà máy ở Sóc Farm, kể cả văn phòng hay công nhân viên á, là các bạn làm việc với một cái tinh thần tự hào á. Ngày hôm qua, 20.000 chai nước uống mật hoa dừa tươi mang tên đặc sản Trà Vinh đã lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Mỹ. Ra đời sau các nhãn hàng ở Thái Lan hay là Philippines, Indo, nhưng mà mình tự hào khi mật hoa dừa tươi Sóc Farm lại là cái sản phẩm đầu tiên trên thế giới được nhập khẩu vào nước Mỹ. Đầu năm 2024, mình trở thành đại biểu của Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo trẻ Úc ASEAN. Đấy là lần đầu tiên mình đi ra nước ngoài một mình, một người Mông đến từ Việt Nam và được tham dự một sự kiện quốc tế. Mình được học rất là nhiều thứ, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của một người lãnh đạo doanh nghiệp xã hội phải như thế nào. Và để về có thể sẽ giúp mọi người được nhiều hơn và tiếp tục sứ mệnh phục vụ xã hội thông qua kinh doanh khởi nghiệp. Như con này là nó phát triển tốt, nó không bị nấm, nhìn thân của nó đen, nó trơn. Hiện tại thì tôi có ý mở ra hợp tác xã. Ai có ý định lên khởi nghiệp thì tôi có chia sẻ kinh nghiệm. Thì quyết định của tôi 3 năm trước thì đến thời điểm hiện tại thì tôi thấy mình cũng đang đi đúng hướng. Là mình làm một cái ngành nghề mà nó tạo được giá trị hạnh phúc cho cộng đồng, thì đó là cái niềm tự hào và hạnh phúc nhất của Sóc Farm. Cho thì với Ngãi hay nói vui á, là thần dừa độ đó, thì những cái giọt mật đó là nó là hồi tự cho tinh hoa mật hoa dừa Trà Vinh và niềm hạnh phúc của người nông dân. Cho nên là mình rất là biết ơn cái cây dừa